Kính chào quý vị và các bạn. Video này dành cho các kiều bào ở nước ngoài. Sáng nay thì tôi có được tư vấn một cái ca tư vấn và tôi đặt tên cái video là Việt Kiều xây nhà trên đất của cha mẹ kiện được không? Thưa quý vị và các bạn, trong cái việc mà Việt Kiều xây nhà trên đất của cha mẹ, nó là một cái phạm trù thứ nhất, và thứ hai là kiện được không? Tôi sẽ từng phân tích cho quý vị và các bạn. Việt Kiều xây nhà trên đất của cha mẹ, đó là một cái câu chuyện kể về một người Việt Nam đi nước ngoài định cư. Thì trong cái quá trình ban đầu thư từ về thì thấy người Việt Nam cũng khó khăn, ban đầu giúp đỡ những cái lợi ích vật chất. Tuy nhiên thì người Việt Nam thì nói thôi thì nhà cũng đất, nhà đất thì cũng của ba mẹ, thôi thì anh về đây đi, rồi sau này có hồi hương, có trăm tuổi già thì cũng về quê cha đất tổ. Và cái thỏa thuận này được xác lập. Vì Việt Kiều ở nước ngoài cày bừa để mà gửi tiền về, cuối cùng cái nhà cũng đã hoàn tất. Ông đến một cái lứa tuổi mà ở nước ngoài hưu, thì ông về Việt Nam thì mới phát sinh được vấn đề là giấy tờ đất đã đứng tên của người khác, không còn là đứng tên cha mẹ. Cái câu chuyện vế thứ hai nó sẽ kể cho chúng ta nghe, kiện được không? Tôi bảo rằng là kiện được chứ. Lý do, tại thời điểm mà các bên xây thỏa thuận xây cái nhà này, đất vẫn còn tên của ba mẹ. Thứ hai, đó là những cái chứng từ gửi về xây nhà thông qua người quen, thông qua hệ thống ngân hàng vẫn còn lưu trữ. Và hiện tại cái người mà đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì họ vẫn thừa nhận căn nhà là của vị Việt Kiều người nước ngoài. Và vấn đề thứ ba nữa là sau khi về hưu thì họ đã quay trở về Việt Nam và ở trên căn nhà này. Thưa quý vị và các bạn, trong cái câu chuyện này nó gồm có hai vấn đề: Việt Kiều nhà đã xây trên đất của cha mẹ, và Việt Kiều sẽ kiện và kiện được cái tài sản này, vì đây là tài sản do ông, bằng cái nguồn thu nhập, bằng cái lao động ông đã có cái xây lên cái căn nhà này. Và tôi cho rằng là nếu trong trường hợp ông khởi kiện người anh, người em đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hòa giải được thì sẽ có phán quyết của tòa. Chúc kinh nghiệm san sẻ đến quý bạn đọc cho những người xa quê. Hy vọng rằng đây là một cái kiến thức có ích cho quý vị và các bạn. Nếu như trong trường hợp gia đình, người thân, bạn bè chúng ta có những cái nhu cầu về pháp lý, mà đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến pháp luật Việt Nam, nếu quý vị và các bạn có những cái vấn đề về kết hôn, ly hôn mà không biết về luật thì cũng có thể chủ động liên lạc qua luật sư qua số điện thoại là 0903 392 861. Nhớ nhé, nước ngoài gọi về Việt Nam thì chúng ta sẽ có cái mã vùng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với tôi trong suốt thời gian qua. Kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe.